Người đàn ông này chính là một sát thủ nguy hiểm nhất Hàn Quốc, với thân thủ phi phàm, võ công thượng thừa và khả năng thiện xạ bách phát bách trúng. Anh luôn là nỗi khiếp sợ của tất cả các băng đảng và chùm xã hội đen khét tiếng trong thế giới ngầm. Đã từng một mình cho bay màu cả một tổ chức buôn bán ma túy chỉ trong một đêm, thế mà dòng đời xô đẩy thế nào lại biến anh trở thành một bảo mẫu cho một cô gái mới lớn. Vậy anh ấy sẽ phải đối diện với những nguy hiểm gì khi cô gái kia lại thường xuyên qua lại với một tổ chức buôn bán người xuyên quốc gia? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha. Mặc dù là một sát thủ, nhưng Bang Uigang lại là một người chồng mẫu mực, hàng ngày ngồi đọc sách và uống cà phê với vợ. Một hôm người vợ bỗng muốn đi tìm việc làm, nên muốn nhờ Uigang chăm giúp mình một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này hơi lớn một chút, cô bé đã 17 tuổi rồi, và là con của một người bạn của vợ anh. Sau khi ly hôn, một mình cô chăm con, quả thật không dễ dàng gì, nên cô muốn nhờ Uigang giúp chăm sóc cô bé đó. Dù gì con bé đã lớn rồi, nó sẽ thấy phiền đó, cứ để nó ở nhà một mình đi. Người vợ giải thích rằng, nhà của đối phương quá cũ và hay bị dột, nên tranh thủ cơ hội đi du lịch, vừa hay lại có thể sửa nhà. Một hoạt động kỳ quặc như vậy, nhưng người vợ dường như cũng không thèm nghĩ nhiều, mà liền đưa địa chỉ và số điện thoại cho Uigang và sắp xếp hành trình thay cho anh. Ngày mai, sau khi tiễn vợ ra sân bay, anh sẽ phải đến lớp phụ đạo của cô bé để đón cô về và sắp xếp để cô sống trên tầng 2 là ok. Cô bé là đứa trẻ vô cùng quan trọng với cô ấy. Nếu như anh làm tổn thương con bé, dù chỉ là một cọng tóc thì anh chết với em. Cái này mà là thương lượng sao? Ngày hôm sau, sau khi đưa vợ và người phụ nữ đó đến sân bay, anh được thưởng cho một nụ hôn đầy ngọt ngào thay cho lời tạm biệt. Lúc này, Uigang vẫn còn chưa biết bản thân suýt nữa đã rơi vào bẫy của người phụ nữ kia rồi. Đợi ngoài lớp học mãi cho đến khi trời tối, cuối cùng anh cũng đợi được đứa trẻ kia. Đứa trẻ gì chứ? Đây rõ ràng là một thiếu nữ mới đúng. Cô gái này tên là Kim Yoon Ji, đã vậy cô còn dẫn một người bạn về nữa. Theo logic thông thường, có người bình thường nào mà đem con gái 17 tuổi của mình cho một người đàn ông xa lạ chăm sóc chứ? Hơn nữa các cô gái ở độ tuổi này đối với cái gì cũng vô cùng tò mò và bốc đồng, nhưng khi tâm hồn còn quá non nớt thì sự phát triển mất cân đối về thể chất và tư duy sẽ khiến họ dễ có những suy nghĩ lệch lạc. Yoon Ji nói rằng cô sẽ ở nhà bạn thân vài ngày, mà vừa hay lại như ý Uigang muốn. Thế là anh liền nhét một xấp tiền vào ví và nói với Yoon Ji, có việc gì thì có thể gọi cho mình, cháu đến nhà bạn cũng cần phải mua chút quà chứ, cầm lấy mua gì đi, như vậy mới có thể ở đó mấy ngày được. Uigang cũng không nghĩ nhiều mà sau khi về nhà anh liền đánh một giấc, nhưng đến nửa đêm anh lại bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, là Yoon Ji gọi đến, nói rằng bản thân bị đau bụng và cầu xin anh giúp mình. Nghe căn bản chẳng giống đau bụng chút nào, mà lại giống như gặp phải trường hợp gì khẩn cấp hơn. Đợi đến khi Uigang vội chạy đến thì lại thấy Yoon Ji đang hẹn hò với một chàng trai, và Yoon Ji cũng giới thiệu với cậu ta là Uigang là chú của mình. Dạ chào chú ạ, con là học trưởng của Yoon Ji. Sau đó cậu liền cúi đầu và chuồn đi. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy chứ? Kết hợp với những hành vi bất thường khác nhau của cô, Uigang đến cạn lời, nhưng Yoon Ji căn bản lại không thèm để ý đến anh, mà nhẹ giọng bảo Uigang nhanh về nhà ngủ đi, chú về nhà đi. Uigang cũng không thể làm gì với loại học sinh đang tuổi bốc đồng này, hơn nữa cũng không phải con ruột của mình nên chỉ cần không bị sao là được, và anh cũng không thèm quan tâm cô đang tán gẫu với ai mà liền lái xe rời đi. Trong gương chiếu hậu, anh thấy cô gái lên trên chiếc xe máy của mấy tên đua xe. Học sinh nghiêm túc nào mà lại chơi với đám loi choi này trên đường phố vào lúc nửa đêm chứ? Nhưng vẫn là câu nói đó, không phải con mình nên Uigang cũng không tiện chen vào. Nhưng ở ngã tư đường, anh lại nhìn thấy một người phụ nữ say rượu bị quay lén. Thế là cuối cùng anh không thể không lo được mà liền quay lại. Ngộ nhỡ đứa trẻ đó thật sự xảy ra chuyện gì thì lương tâm anh cũng sẽ bất an. Nghĩ đến đây, anh lập tức quay xe lại trước khi bị chị vợ phạt. Thực ra ngay từ khi nhét tiền cho cô bé, anh đã cho thiết bị định vị vào ví cô rồi. Theo điều hướng, rất nhanh anh đã có thể tìm được chỗ cô. Kết quả lại phát hiện ra Yoon Ji bị gái hư dụ dỗ vào ngành, nhắm mắt và đứng đó một tiếng, tôi sẽ cho cô 200 won. Nếu đã tốt như vậy thì tại sao chị lại không làm? Ngay khi Yoon Ji sắp bị đánh vì không làm theo thì Uigang lại xuất hiện. Cô ấy không thể bị thương được. Tên học trưởng cầm dao xông lên, đã vậy không có tên thuộc hạ nào có thể đánh lại anh. Uigang bảo Yoon Ji và cô bạn thân ra ngoài trước, còn anh ở lại một mình để giải quyết vấn đề. Mặc dù cô gái xấu xa kia định đâm Uigang, nhưng lại bị anh cho một cú knock out vào ngay mặt. Loại vết thương nhỏ này đối với Uigang như mũi đốt inox vậy, nhưng Yoon Ji làm ra chuyện lớn như vậy, lại suýt nữa để bản thân gặp rắc rối, lại chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà chỉ cam giảm bản thân đói và muốn ăn cơm. Cô vừa tò mò là Uigang đã lớn tuổi vậy rồi mà sao vẫn chưa có con, chẳng lẽ là không thể sinh con sao? Lại vừa tò mò là rốt cuộc anh đang làm cái gì, đi xe xịn và sống trong một ngôi nhà lớn như vậy. Yoon Ji là một nhân vật ngoài lề trong trường và cô cũng không có bạn bè, do đó cô dự định sẽ ở nhà Uigang trong 3 tuần tới. Điều này cũng đủ khiến anh phiền rồi đây, một đứa trẻ hay gây rắc rối như vậy, không chừng còn xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng Uigang không ngờ được rằng rắc rối đã đến rồi. Tối đó, khi đang lái xe qua sân trượt băng, anh liền bị cảnh sát chặn lại và nói rằng ở đây có một vụ giết người, người chết đều bị đâm bằng dao. Thấy xe của Uigang dường như thường xuyên đi qua đây, nhưng theo quy định đều phải bị chặn lại để kiểm tra và thẩm vấn, bất luận là người tốt hay xấu, vì dù sao đây cũng là một vụ án mạng, nên chuyện này rất nhanh đã được đăng lên mặt báo. Hơn nữa, ngày hôm sau, cảnh sát đã đích thân tìm đến cửa nhà anh. Đây chỉ là lưu trình thông thường, nên anh không cần phải lo lắng. Đây là ảnh chụp 30 phút trước khi vụ án xảy ra. Trước khi xảy ra vụ án, xe của Uigang đã vô tình đi qua đây. Hơn nữa, trước mặt xe của anh lại chính là những chiếc mô tô của đám thanh niên đua xe kia. Sau đó, trong đêm đó đã xảy ra án mạng. Điều này thật quá là trùng hợp đi. Nhưng dù sao thì Uigang cũng là một sát thủ chuyên nghiệp, nên anh nói dối là mắt kém nhìn không rõ. Hơn nữa, ngay cả cảnh sát cũng chẳng nhớ được mình đã gặp những chiếc xe nào trên đường nữa là. Thấy tuyến phòng thủ của anh khó
tấn công vào, viên cảnh sát liền thay đổi phương pháp. Họ sớm đã điều tra qua Uy Gang và biết anh không có người thừa kế. Vậy thì cô gái trẻ hôm qua đi cùng anh là ai chứ? Cô bé là con gái của bạn tôi. Vợ tôi và người bạn đó đang đi du lịch, nên thời gian này tôi tạm thời chăm sóc con bé. Bởi vì Yoon Ji luôn mặc áo len màu xanh lá, nên viên cảnh sát đoán rằng Yoon Ji đã ngồi sau chiếc xe máy đêm qua. Uy Gang liền giở vờ ngớ ngẩn, nói rằng mình cũng không thể khẳng định. Dù sao thì hôm qua anh và Yoon Ji đã ở cạnh nhau. Nếu viên cảnh sát muốn gặp Yoon Ji, vậy phải đợi cho đến khi xác nhận rằng Yoon Ji có liên quan đến vụ án rồi hãng gặp. Nếu không thì sẽ dọa cô bé mất. Uy Gang bảo vệ Yoon Ji như vậy là vì trước đây anh đã từng gặp phải những chuyện tương tự như vậy. Đó chính là cũng đang ở trong tuổi thanh xuân và cũng bị bạn cùng lớp bắt nạt. Do đó sau khi gặp Yoon Ji, Uy Gang đã có một ý tưởng trong lòng. Dù thế nào cũng không để Yoon Ji xảy ra chuyện. Nhưng Uy Gang mềm lòng lại nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Đây không chỉ đơn giản là một vụ bắt nạt học đường. Cô gái xấu xa hôm qua bị đánh kia gọi điện đến. Nhìn thấy tin tức chưa? Mày là đồ khốn kiếp. Bọn họ thành ra như vậy đều là do cô làm sao? Con dao mà mày cướp trên đó toàn là vân tay của mày. Người thực sự không phải là Uy Gang giết, nhưng trên dao thì lại có dấu vân tay của anh. Nếu cảnh sát phát hiện ra, Uy Gang quả thực là không biết phải nói sao. Cô gái xấu xa liền đe dọa Uy Gang, bắt anh trong 1 giờ phải đến địa điểm được chỉ định. Nếu không thì con dao đó sẽ xuất hiện trên bàn làm việc ở sở cảnh sát. Một sát thủ chuyên nghiệp sao có thể bị cô gái xấu xa này uy hiếp được chứ? Trước khi đi, anh đưa cho Yoon Ji một chiếc phòng định vị, rồi lái xe máy phi như điên đến trước một tòa nhà. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, không có một bóng người. Nhưng từ tờ quảng cáo trên mặt đất có thể thấy, đây tuyệt đối không phải nơi hay ho gì. Từ những bức ảnh trong phòng và dáng vẻ lộn xộn của bọn côn đồ có thể thấy, anh thực sự đã tìm đến đúng chỗ rồi. Mày là ai? Vì ví của Yoon Ji bị cô gái xấu xa kia lấy mất, nên Uy Gang vừa hay đã lần theo định vị để tìm đến căn phòng này và đánh tên đầu chọc nằm bẹp xuống đất. Uy Gang liền lấy chai rượu đập lên đầu tên đầu chọc để ra oai. Anh không muốn thứ gì khác, chỉ cần đưa con dao ra thì mọi người sẽ không sao hết. Nếu vẫn không hợp tác vậy thì tay tên đầu hói này không giữ được đâu. Mặc dù người đàn ông ném con dao ra, nhưng đồng thời lại bồi thêm một chiêu: đừng động đậy. Mặc dù đây là chỉ là đồ của Philippi, nhưng cũng đủ để ghim vào đầu mày đó. Tên côn đồ còn định liều mạng với Uy Gang, đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Mãi cho đến khi bước vào phòng, anh mới phát hiện ra nơi này không chỉ đơn giản là có mấy tên côn đồ, mà có một tên sát thủ rất mạnh đang ẩn nấp ở đây. Nhưng tiếc là gặp Uy Gang cũng phải chịu thua thôi. Sau khi đã lấy được con dao, Uy Gang cũng không muốn rước thêm rắc rối nữa. Trên giang hồ, nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Nhưng tối đến khi anh về nhà thì mới phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Trong nhà có rất nhiều dấu chân không thể giải thích nổi, chắc chắn là Yoon Ji đã bị người ta bắt cóc đi rồi. Theo vị trí từ dây đeo tay, anh liền vội vàng đến đó. Ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc cửa sổ có thắp một ngọn đèn hồng. Bước vào trong, quả nhiên nơi này không phải là một nơi bình thường, và có tiếng một cô gái đang la hét từ phòng bên cạnh truyền đến. Cô gái đó chính là bạn thân của Yoon Ji. Uy Gang đang muốn hỏi về tung tích của Yoon Ji thì bên ngoài có tiếng động lạ truyền đến. Đó chính là cô gái xấu xa kia đang cố trốn thoát, nhưng lại bị anh tóm lấy ấn xuống đất. Mày đã bị vạch trần rồi đó, giờ nói mấy lời xàm xàm này có tác dụng gì chứ? Người độc ác mới sống thảnh thơi được. Dưới tay của Uy Gang, không tên nào dám không mở miệng. Cô gái xấu xa và tên tiền bối kia đều không phải là người tốt đẹp gì, chuyên bắt cóc mấy em thiếu hiểu biết để làm mấy chuyện dơ bẩn, mà những người này đều là những thiếu nữ bốc đồng thích trốn nhà đi chơi. Kết quả là không lâu sau đã tiêu hết tiền, và trong lúc nghĩ không thông, đã kiếm sống bằng cách bán thân, kiếm tiền tiêu xài, tiêu hết lại tiếp tục tiếp khách. Việc mà cô gái xấu xa kia đang làm chính là loại kinh doanh trung gian, và khách sạn này là một trong những hang ổ của chúng. Thấy cô ta nói nhăng nói cuội, không chịu nói ra chỗ của Yoon Ji, Uy Gang liền sờ lên đùi cô ta. Nỗi đau thể xác này khiến ai cũng không thể chịu nổi mà. Cuối cùng cô ta cũng nói ra, Yoon Ji bị giấu trong một khách sạn có tên là Don Teldet, nơi đó gần một sân golf, nhưng ai đã động đến Yoon Ji thì chỉ có người ở đó mới biết. Uy Gang không tiếp tục làm khó cô ta nữa, và nói với cô ta rằng một lát nữa cảnh sát sẽ đến. Sau đó anh liền lái xe máy đến khách sạn tìm Yoon Ji, nhưng khi cảnh sát phát hiện ra cô gái xấu xa kia thì trên chân cô ta đã có rất nhiều vết thương chí mạng, người cũng đã về với các cụ rồi. Còn Uy Gang thì vẫn chưa biết mình đã bị gài bẫy. Đám côn đồ này quá nhiều, Uy Gang cũng không chậm trễ. Một người một súng, Uy Gang lúc này giống như ma rong xe ốc nhập vào người, lại thêm con dao găm vừa mới cướp được. Tay trái cầm súng, tay phải cầm dao, đầy đủ dao súng đẫm máu tươi. Gặp phải sát thần như vậy, bọn côn đồ không đánh lại được thì muốn bỏ chạy. Bị Uy Gang cầm súng ép dừng tại chỗ, hỏi rốt cuộc Yoon Ji ở đâu. Ba tên đó còn cho rằng Uy Gang dễ nói chuyện, kết quả chào đón chúng là một phát súng. Lúc còn lại hai tên, Uy Gang nói rõ ràng với chúng, người nói trước mới có cơ hội sống sót. Chúng tôi thật sự không biết, tôi thề đấy, chỉ làm theo chỉ thị mà thôi. Cuối cùng người này sợ hãi suýt nữa tè ra quần, quỳ xuống dập đầu liên tục. Cuối cùng hắn cũng nói ra mặc dù mình không biết nhưng đảm bảo có thể giúp nghe ngóng, đại ca của hắn biết tung tích, nếu đại ca không nói thật thì đi tìm con trai hắn ở nhà trẻ. Còn chưa đợi Uy Gang đồng ý tha cho hắn, đại ca của tên nhóc này đã bị người ta ném xuống từ trên lầu, cho nên tên nhóc này cũng không cần thiết phải giữ lại. Yuri chậm rãi ra khỏi khách sạn, bây giờ chỉ có ông ta mới biết tung tích của Yoon Ji. Công ty đã chịu rất nhiều tổn hại vì cậu, sẽ cần nhiều trẻ con hơn, đứa trẻ mà cậu muốn tìm cũng nằm trong số đó. Yuri nói rằng Yoon Ji và những đứa trẻ kia đều ở bến tàu, ông ta tự tin nói những điều này e là Uy Gang cũng không liều mạng đi tìm. Uy Gang cũng không hiếu chiến, đá bừa một cái thì chạy vào khách sạn.
sạn. Anh biết Yuri là một cao thủ, chỉ có thể dùng trí chứ không thể liều lĩnh. Yuri thấy vậy lập tức đuổi theo. Ông anh này rất có thể đã luyện tập một thời gian trong một đơn vị đặc chủng nào đó. Thân thủ này trông không giống như tự học thành tài chút nào. Ui Gang linh hoạt kéo dây thừng nhảy xuống, tình cờ cuốn lấy Yuri. Đợi Ui Gang xuống dưới, Yuri cũng đã bị dây thừng cuốn chặt ngất đi, khiến người ta không ngờ là viên cảnh sát lại có mặt tại hiện trường. Cô gái trong căn hộ do mày giết phải không? Tao cũng lấy được chứng cứ của vụ án giết người tại sân băng rồi. Tên khốn, Ui Gang không muốn tranh cãi, chỉ muốn nhanh chóng tìm được Yunji. Cảnh sát bây giờ không phân biệt phải trái đúng sai, cho rằng Ui Gang là hung thủ, thật sự đi ngược lại tinh thần pháp trị. Chính xác mà nói, Ui Gang chỉ được xem như nhân chứng tại hiện trường. Cảnh sát không những bị Ui Gang cướp súng, thậm chí còn bị còng hai tay trong xe, cái vẻ mặt mất hết sĩ diện rồi. Nhưng sự cẩn thận của Ui Gang không chỉ có vậy, cảnh sát nhận hối lộ tiền vẫn có tác dụng. Anh lái xe đến vị trí bến cảng mà Yuri đã nói đêm qua. Ui Gang nhìn thấy rất nhiều container ở đây, các cô gái bị bắt trong đó đã bị đưa đi. Ui Gang nhìn từ xa, cô gái ngồi xe đối diện chính là Yunji, thì lập tức tăng hết tốc độ đâm lật ngược chiếc xe, trèo lên mui xe cũng không nhiều lời. Sau khi xử lý xong những tên nhãi nhép, cuối cùng anh mới cứu Yunji ra. Cảm giác nhìn thấy ánh sáng ban ngày thật tốt, nhưng anh lập tức bị chúng đòn tấn công điên cuồng của đối phương. May mà anh né được, với tên khốn này không cần phải khách khí, nhưng bây giờ vẫn không thể giết hắn. Tên chỉ đích danh Yunji là ai? Anh lấy điện thoại từ trong túi áo ngực của tên này ra, tìm lịch sử cuộc gọi gần đây nhất rồi gọi qua. Điện thoại của cảnh sát trong xe lại đổ chuông. Alo, cảnh sát nhận hối lộ, người hỗ trợ anh vừa nãy chết rồi, bằng chứng anh nhận hối lộ đang trong tay tôi. Phía xa một lực lượng lớn cảnh sát chạy tới. Vụ việc nhận hối lộ mà bị phanh phui thì nhất định sẽ bị hủy hoại tương lai, mà bây giờ Ui Gang lại cần một nhân viên trong cục cảnh sát có thể lo liệu mọi hậu quả giúp mình. Cuối cùng Yunji cũng không sao, cô hôn mê hai ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Trời càng lúc càng âm u, mưa ngày càng nặng hạt. Chuyện này tuyệt đối không chỉ dừng lại tại đây, không tìm được kẻ muốn Yunji đi hầu hạ tuyệt đối không chịu để yên, lát nữa cảnh sát có thể sẽ qua hỏi han. Ui Gang dặn dò Yunji, biết được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu là được, không cần phải che giấu. Yunji đang tuổi thanh xuân không hiểu gì, nhưng cô cũng biết ai đối xử tốt với mình. Dần dần dường như cô có tình cảm đặc biệt với Ui Gang, nhưng Ui Gang thật sự không có suy nghĩ về việc trâu già gặm cỏ non. Anh nói rõ ràng với Yunji, nếu cảm kích thì hãy nghĩ xem làm sao để trả viện phí cho mình, về sau bớt gặp nhau, đợi đi làm kiếm tiền thì chuyển vào tài khoản của mình là được. Bây giờ Ui Gang có cảnh sát giúp đỡ, mấy vụ án trước đây cơ bản không ảnh hưởng mấy, nhưng Ui Gang cũng nắm được điểm yếu của cảnh sát. Đêm đó lúc đánh nhau với Yuri, anh bất ngờ phát hiện có một thi thể của gái ngành trong cốp xe. Với kinh nghiệm làm sát thủ mấy năm nay, Ui Gang đoán là Yuri sợ gái ngành khai ra mọi chuyện, cho nên mới ra tay giết chết, sau đó đổ tội cho Ui Gang. Còn cảnh sát được Yuri ủy thác muốn lén vứt xác thi thể gái ngành đi, nhưng vì sao lại mang thi thể đến khách sạn chứ? Nhà máy thiêu phía sau khách sạn không đơn thuần chỉ là nơi đốt rác chứ? Bây giờ xem như ai cũng nắm đuổi yếu của đối phương, đây mới là cơ hội hợp tác thích hợp nhất. Ui Gang có thể cho cảnh sát một khoản tiền lớn, nhưng điều kiện là buộc phải biết ai đã chỉ đích danh Yunji hầu hạ khách, cho nên Ui Gang tìm đến bạn tốt Winzo, nhờ anh ấy giúp đỡ xem có thể mua một khẩu súng từ chợ đen không. Xã hội pháp trị dùng dao dùng súng không phải chuyện tốt lành gì, nhưng bạn tốt lại nói không có lý gì mà không giúp cả, muốn loại nào, bắn tỉa dùng loại M200 còn cần súng trường giảm thanh. Bây giờ còn một tuần nữa là chuyến du lịch của vợ kết thúc, tốt nhất có thể xử lý ổn thỏa chuyện này trước khi vợ trở lại, nếu không đợi bọn họ trở về sẽ có nhiều người dây vào hơn, đến lúc đó bị người ta phát hiện ra điểm yếu thì sẽ khó xử lý hơn. Tóm lại ăn uống đầy đủ, mau chóng ra viện, cháu ở bệnh viện càng lâu nợ nần càng nhiều cháu sẽ trả. Rõ ràng chú có nhiều tiền như vậy còn keo kiệt chứ, tiền của ai không phải từ trên trời rơi xuống. Nhưng Ui Gang luôn tiêu tiền như nước, có vài tình báo phải tiêu tiền để mua mới được. Dưới tác dụng của đồng tiền, cảnh sát nghe ngóng được một số bí mật, tạm thời vẫn chưa biết kẻ chỉ đích danh Yunji là ai, nhưng nếu Yunji bị băng đảng Nga đưa đến Vladivostok thì tiếp theo sẽ bị đưa đến một khách sạn thuộc sở hữu của người đàn ông tên Park Hyung-jo. Đây là tin tôi nghe được từ đàn em của cảnh sát hình sự quốc tế, gửi ảnh cho tôi. Park Hyung-jo ấy, một tay cầm cà phê, một tay cầm súng, đây là phương thức gia truyền của Ui Gang. Park Hyung-jo đã bị xử lý đúng cách. Đúng lúc này, cuộc điện thoại từ Big Mama gọi đến. Theo sự yêu cầu của Ui Gang phải bật loa ngoài, những đứa trẻ phải đưa đến bữa tiệc người bảo thủ đã chuẩn bị xong rồi chứ. Tin tức quan trọng sẽ xác nhận riêng sau đó gửi cho cậu, làm cho tốt đừng để hậu họa. Súng trường giảm thanh chĩa vào đỉnh đầu, Park Hyung-jo thành thật khai báo, anh ta chỉ biết vị cấp cao kia là thẩm phán, nhưng anh ta chưa từng gặp mặt trong 10 năm nay, có thể dùng đạo đức để đảm bảo, anh ta chỉ biết dùng đủ mọi cách bắt cóc những học sinh cấp 3, sẽ được gửi đến một khu nghỉ mát bên cạnh bảo tàng, chuyên dành riêng cho giới thượng lưu thưởng thức. Gần đây số lượng người thu thập không đủ, cho nên mới hỏi đám xã hội đen Nga đòi người, ngay cả tên Yuri kia cũng do băng đảng xã hội đen Nga cử đến, lôi người Hàn Quốc đến Nga để làm buôn bán, nếu không có tác dụng thì vứt đi, đó là làn sóng Hàn Quốc, đó là cách giao lưu văn hóa. Park Hyung-jo bị bắn chết, được đưa đến một thế giới khác để giao lưu văn hóa. Trong lòng Ui Gang bắt đầu lập ra một kế hoạch lớn, không thể giữ lại tên phần tử tội phạm chiếm giữ khách sạn này được, mời bạn bè đồng nghiệp Winzo đến giúp đỡ thu dọn sạch sẽ mọi dấu vết. Lúc này Yunji từ bệnh viện gọi điện tới, cô nói bạn thân bị bắt cùng mình đã đi sai đường, hơn nữa mẹ của bạn thân đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Yunji. Ui Gang cũng không biết nên an ủi thế nào, không ai muốn chuyện này xảy ra, anh chỉ hy vọng Yunji đừng xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn nhờ cảnh sát điều tra tình hình gia đình của Yunji. Anh bất ngờ nhận được tin tức, dù sao cái người nói rằng là mẹ của Yunji không phải là mẹ ruột, cha ruột đã mất trong vụ tai nạn 3 năm trước,
là mẹ kế nuôi dưỡng. Không chỉ như vậy, cảnh sát còn điều tra thẩm phán mà Park Hyung-jo nói là viện trưởng tòa án cao cấp. Cả gia tộc đều rất có thực lực, có sức ảnh hưởng lớn trong giới chính trị. Uy Gang không sợ đối phương có thế lực lớn cỡ nào. Trong khu nghỉ mát nơi thẩm phán tụ tập mở tiệc ngoài trời, Uy Gang dùng súng bắn tỉa bắn chết các vệ sĩ canh bên ngoài, thuận lợi xâm nhập vào trong khu nghỉ mát. Anh vốn tưởng rằng sẽ đuổi giết đến trước mặt tên thẩm phán kia, không ngờ hôm nay Uy Gang đa mưu túc trí lại bị đánh lén sau lưng, bỏ súng xuống. Tên khốn! Các vệ sĩ của thẩm phán bao vây Uy Gang, do Yuri đích thân dẫn đến trước mặt thẩm phán. Uy Gang đã rơi vào bước đường cùng vẫn không chịu khuất phục. Anh muốn xác nhận thân phận đối phương lần nữa. Là anh sao? Người chỉ đích danh Yun gì đó. Sự phản bội của cảnh sát không đáng nhắc đến. Một bên là sát thủ hoang dã, một bên là thẩm phán có quyền có thế. Đi nương nhờ ai? Đáp án đã quá rõ ràng. Để tỏ lòng thành, cảnh sát đảm bảo sẽ ngụy trang cái chết của Uy Gang thành ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ không có hậu quả gì. Những tư liệu đen về hối lộ của Hyun-jo căn bản không là chuyện lớn. Quyền lực không phải nên dùng vào những lúc này sao? Nhưng cảnh sát vẫn đánh giá thấp thân thủ của Uy Gang rồi. Anh ta đi qua hành lang thì bị vật ngã xuống đất. Uy Gang nhặt bừa chân ghế ở trên mặt đất thì có thể xử lý hết những đám tóc tép này. Còn về người phản bội mình, từ trước đến nay anh không nể tình. Hơn nữa, tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu đều là kế hoạch của Uy Gang. Anh biết vì sao tôi bị anh bắt được không? Là để nhìn mặt của thẩm phán. Bây giờ chỉ còn lại đối thủ mạnh nhất là Yuri. Ông anh này trải qua huấn luyện trong đơn vị đặc chủng, đôi khi có thể áp đảo cả Uy Gang. Nhưng dù sao hai người đều có thân phận khác nhau, một người được thuê bởi quan chức cấp cao, cuộc sống giải trí xa hoa đã hủy hoại cơ thể. Yuri ra tay luôn bị tiếp đi chút lòng hăng hái. Lúc này có thể tuyên bố Uy Gang giành chiến thắng rồi. Nhưng Yuri vẫn muốn cướp dao găm đánh tiếp, bị Uy Gang dạy cách làm người chỉ trong 7 chiêu. Anh đạp ông ta lăn ra ngoài, máu tươi lạnh lẽo của Yuri nhuộm đỏ cả bể bơi. Cách âm trong khu nghỉ mát có hiệu quả rất tốt. Thẩm phán vừa hưởng thụ xong thịt tươi, vẫn không biết mọi thứ. Hắn vừa ra ngoài đã bị Uy Gang chặn ở phòng khách. Đừng ngó đông nhìn tây, dù sao cũng không có ai tới. Lần này dường như là kết cục phải chết rồi, nhưng thẩm phán vẫn muốn liều mạng một phen. Hắn tự xưng mình là ứng cử viên cho thẩm phán tiếp theo. Nếu Uy Gang chịu giơ tay lên tha cho mình một mạng, ân tình này đảm bảo sau này sẽ có lợi ích lớn cho anh. Đến lúc đó chỉ cần một cuộc điện thoại, những tin tức tiêu cực trước đây đều không liên quan đến Uy Gang, thậm chí sau này có thể xảy ra những chuyện xấu cũng đảm bảo không liên quan đến Uy Gang. Không bằng bây giờ mỗi người nhường nhau một bước, hoàn toàn trong sạch trở lại làm người. Sau này anh đổ tội cho cảnh sát Lee và người phụ nữ kia, dứt khoát giải quyết gọn gàng đi. Uy Gang lại không phải tên ngốc, chỉ cần hôm nay đồng ý điều kiện này, đi ra ngoài chưa được nửa tiếng đảm bảo sẽ gặp phải đám sát thủ bao vây công kích. Hôm nay tên thẩm phán có thể giáng họa cho cảnh sát Lee và Big Mama, ngày mai cũng sẽ vứt bỏ Uy Gang như thế. Đối với loại người không có chút lòng tin nào chỉ dùng đạn để nói chuyện thôi, Uy Gang lúc này đang nổ rộ giữa sự chết chóc giống như những bông hoa trong buổi bình minh, nhưng vẫn chưa giải quyết được kẻ cuối cùng, đó chính là Big Mama, đóng giả thành bạn tốt của vợ tiếp cận anh, không đời nào có ý tốt cả. Bởi vì tiền rồi, kế hoạch ban đầu của Big Mama là dùng Yun Ji quyến rũ Uy Gang, nhưng bà ta đã đánh giá thấp nguyên tắc và chính nghĩa của Uy Gang. Xe lái đến vùng ngoại ô theo sự yêu cầu của Uy Gang. Uy Gang đồng ý Big Mama, mình sẽ chăm sóc Yun Ji trưởng thành, nhưng tuyệt đối không giữ lại người làm chuyện xấu. Trên đời này không có người chết không nuối tiếc cả. Cô vợ ngọt ngào ngốc nghếch của Uy Gang cuối cùng đã kết thúc chuyến du lịch. Trong nhà có thêm một con gái lớn 17 tuổi, một nhà ba người bắt đầu cuộc sống mới. Một người có thân thủ tốt như vậy bị đưa đến trước mặt, cho dù không dùng còng tay thì ít nhất cũng phải trói lại chứ. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Đừng quên để lại một like và một đăng ký để chờ đón tập phim tiếp theo nhé.